Làm xong máy của anh này đó. Bóng đẹp. Giật kéo nhẹ ra cái. Mở đèn nè, bật công tắc này qua, bật công tắc đề nè, mở đèn lên đó. Xài điện bình nữa. Đây nè, kéo mới ra nè. Ống sợi thủy tinh là hết nè, nắp máy đây là củ đề nè, đây là củ sạc nè, đây là chìa khóa đề, đây là chưa có con tắc, chưa có cái bô nè.